45 điểm sau 20 trận đấu, bị đội đầu bảng bỏ xa 5 điểm dù chỉ mới đá 19 trận. Đó chắc chắn là những con số mà tập thể Man City chưa bao giờ muốn xuất hiện ở mùa giải năm nay. Kể từ khi Pep Guardiola đến với nửa xanh thành Manchester, cuộc đua Premier League dường như đã trở thành món đồ trong túi của họ. Thứ mà thượng tầng cũng như đông đảo người hâm mộ mong muốn đạt được chính là Champions League. Thế nhưng, trong một mùa giải với nhiều biến động, vị thế của nhà đương kim vô địch đã bị lung lay dữ dội. Giờ đây Arsenal mới thực sự là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch mùa giải này. Còn với The Citizen, họ chỉ đứng ở vị trí thứ 2 và thậm chí khoảng cách ấy còn có thể bị đe dọa nếu thầy trò Pep không sớm lấy lại được hình ảnh đáng sợ của mình. Lúc này, thời gian thử nghiệm của Pep đã hết và ông ngay lập tức đưa con thuyền của mình thành phố Manchester phải trở lại đường đua. Và Tottenham chính là đối thủ quan trọng sắp tới mà Man City cần phải vượt qua để chứng minh mình vẫn chưa hề hụt hơi trong cuộc đua vô địch. Về hôm nay, hãy cùng biên tập viên Mai Anh Tài điểm qua đôi nét về trận Super Sunday vào ngày 5 tháng 2 tới, nhất là trong bối cảnh Man City đang có nhiều biến động về mặt nhân sự. Có thể nói rằng chưa bao giờ người hâm mộ Man City lại lo lắng cho đội bóng của họ như lúc này. Tottenham rõ ràng vẫn không thực sự khiến Pep và những cổ động viên phải run rẩy. Nhưng chính những vấn đề trong nội bộ Man City mới là thứ đáng lo ngại nhất. Hàng loạt những trụ cột của đội bóng này đang khiến cho phòng thay đồ của họ bị xáo trộn dữ dội trước thềm trận đấu quan trọng với Tottenham Hotspur. Câu chuyện được chú ý nhiều nhất chắc chắn là về Cancelo. Man City đã đồng ý cho Bayern Munich mượn Gio Cancelo đến cuối mùa, kèm tùy chọn bán đứt với mức phí là 61 triệu bảng. Đây là thương vụ khiến tất cả đều bất ngờ, vì Cancelo là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải năm ngoái. Anh cũng mới gia hạn hợp đồng đến năm 2027, cách đây 11 tháng. Nếu nguyên nhân của cuộc chia tay này là do vấn đề chuyên môn thì chẳng có gì đáng nói. Nhưng tiếc là lý do chính nằm ở mối quan hệ của các cầu thủ người bồ với nội bộ câu lạc bộ, hay cụ thể hơn đó chính là với huấn luyện viên trưởng Pep Guardiola. Chưa dừng lại ở đó, sau khi Gio Cancelo rời đi, các tuyển thủ Bồ Đào Nha khác của Man City cũng tỏ ra bất bình với huấn luyện viên Pep Guardiola. Những người ở lại, từ Ruben Dias đến Bernardo Silva, đều không hài lòng với cái cách mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha đối đãi với người đồng đội. Nguy hại thêm nữa, Dias và Bernardo Silva cũng đang trong hoàn cảnh tương tự Cancelo khi không được trao nhiều cơ hội thi đấu. Hậu World Cup 2022, Dias chỉ có một lần vào sân phút 90+1 cho Man City. Trong khi đó với Bernardo Silva, 3 trận gần nhất, tiền vệ này có lần lượt 9 phút, 13 phút và 15 phút trong các trận đấu gặp Tottenham, Wolverhampton và Arsenal. Tình hình căng thẳng đến nỗi, huấn luyện viên Guardiola dự tính phải cho Phil Foden đá hậu vệ trái thay cho Cancelo. Và rõ ràng đang có một cuộc khủng hoảng nội bộ của Man City. Đây là hoàn cảnh Pep chưa từng gặp kể từ khi dẫn dắt đội bóng chủ sự Etihad từ năm 2016. Và chắc chắn, chiến lược gia người Tây Ban Nha cần phải giải quyết êm xuôi vấn đề này trước khi để nó ảnh hưởng đến kết quả trận đấu sắp tới. Bên phía Man City đã ảm đạm như vậy, còn bên phía gà trống cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tình hình nội bộ của Tottenham lúc này không thực sự rối ren như những gì mà nửa xanh thành Manchester đang trải qua. Nhưng đầu tàu của họ là huấn luyện viên trưởng Conte gần như chắc chắn sẽ vắng mặt ở trận đấu quan trọng này. Tottenham Hotspur hôm thứ Tư vừa qua đã đưa ra thông báo về việc huấn luyện viên trưởng của họ phải nhập viện vì những cơn đau bụng dữ dội. Ông được chẩn đoán bị viêm túi mật và phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ. Dự kiến trợ lý Christian Stellini sẽ đảm nhận vai trò bên ngoài đường biên. Rắc rối của huấn luyện viên Conte xảy đến trong ngày mà Tottenham hoàn tất kỳ chuyển nhượng mùa đông với hai sự bổ sung mới. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến công tác nhân sự của đội bóng thành London trong trận đấu với Man City. Đặc biệt, chúng ta có lẽ đã quá quen thuộc với hình ảnh máu lửa mà chiến lược gia người Ý mang đến cho gà trống trong các trận đấu. Giờ đây, sự thiếu vắng của ông càng khiến cho nguồn sức mạnh tinh thần của Tottenham giảm đi đáng kể. Và chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái cách mà các cầu thủ chủ nhà tiếp cận trận đấu này. Xét về phong độ, Man City lúc này rõ ràng đã được đánh giá cao hơn khá nhiều. Nhà đương kim vô địch đã trở lại với mạch trận thắng tại Ngoại hạng Anh bằng màn hủy diệt Wolverhampton 3-0 ở vòng đấu trước nhờ cú hat-trick của tiền đạo Erling Haaland. Chiến thắng đó giúp thầy trò Pep Guardiola tiếp tục bám đuổi Arsenal trong cuộc chiến tới ngôi vương. Về hiệu số chi tiết thì 3 trong 5 trận gần nhất của Man City trên mọi đấu trường có hơn 2,5 bàn được ghi. Vì thế trận đấu này hứa hẹn sẽ có nhiều bàn thắng. Phía Tottenham, phong độ của đội bóng này đang ở mức báo động đỏ. Trong 5 trận đấu gần nhất tại Ngoại hạng Anh, gà trống chỉ giành được vỏn vẹn là 2 chiến thắng. Đáng nói trong 2 chiến thắng đó, chỉ có một trận đấu gà trống có thể làm hài lòng người hâm mộ. Còn ở trận đấu Fulham, họ thi đấu rất chật vật. Và nếu không có may mắn ủng hộ, có lẽ 6 điểm vẫn là điều gì đó xa xỉ với gà trống trong 5 trận đấu vừa qua. Chưa kể Tottenham đang có thành tích đại chiến với nhóm Big Six rất tệ. Còn với thầy trò Pep thì họ vẫn đang là một ông kẹ đáng sợ nhất trong số 6 đội bóng lớn tại nước Anh.
Nói về nhân sự của hai đội bóng trước thềm trận đại chiến khác với Tottenham, Man City đang trải qua kỳ chuyển nhượng đông khá ảm đạm. Họ chưa mua về bất kỳ cái tên nào thực sự nổi trội, mà đa phần chỉ là các bài hợp đồng với cầu thủ trẻ. Trong khi đó, các cầu thủ hiện tại có trong đội hình lại gặp rất nhiều vấn đề. Đơn cử là hai trường hợp của Ruben Dias và Bernardo Silva. Nếu không có gì thay đổi, chắc chắn họ sẽ là hai cái tên được Pep tiếp tục cất trên bàn ghế dự bị. Đặc biệt là trường hợp của Dias gần như sẽ chắc suất dự bị bởi anh vừa mới dính ấn thương, cộng với những lùm xùm nội bộ trong vấn đề của các cầu thủ Bồ Đào Nha tại đây. Trong khi đó, bên phía đội chủ nhà thì ngoài huấn luyện viên trưởng ra, thì gà trống cũng sẽ không có sự phục vụ của Lucas Moura do chấn thương. Tuy nhiên đáng ngại nhất vẫn là sự thiếu vắng của chiến lược gia người Ý. Còn về đội hình thì gà trống gần như đã có những gì tốt nhất để tiếp đón nửa xanh thành Manchester. Dựa vào tình hình nhân sự và phong độ hiện tại, Man City có lẽ tiếp cận trận đấu với một sơ đồ quen thuộc. Trong đó, vị trí gác đền vẫn là Ederson nắm chính. Với sự thiếu vắng Dias, bộ tứ vệ mà Pep sẽ nhiều khả năng tung ra trong trận đấu này gồm Nathan Ake bên phía hành lang cánh trái. Bộ đội trung vệ gồm Akanji và Laporte đảm nhiệm. Phía cánh đối diện sẽ là sự xuất hiện của Rico Lewis, người đang được Pep đánh giá rất cao vào lúc này. Ở hàng tiền vệ, chơi thấp nhất vẫn là cái tên quen thuộc Rodri. De Bruyne cũng là cái tên chắc suất ở vị trí giữ sân. Câu chuyện còn lại khiến nhiều người quan tâm là trường hợp của Bernardo Silva. Nhưng nhiều khả năng anh sẽ được Pep cho ngồi trên bàn ghế dự bị. Và người cuối cùng chơi trong hàng tiền vệ 3 người này là Ilkay Gundogan. Hàng công có lẽ là nơi ổn định nhất của Man City. Nhiều khả năng Mahrez sẽ xuất hiện ở hành lang cánh phải. Đối diện anh sẽ là Jack Grealish đảm nhận. Và đương nhiên rồi, trong một trận cầu có tính chất quan trọng như thế này, Erling Haaland sẽ là cái tên được Pep tin dùng chơi cao nhất trên hàng công của Man City. Về phía gà trống, họ gần như sẽ có được đội hình mạnh nhất trong tay. Thủ quân Lloris vẫn là cái tên bất khả xâm phạm nơi khung gỗ. Bộ tứ vệ quen thuộc gồm Davies ở cánh trái, Eric Dier và Romero sẽ chơi ở vai trò trung vệ. Cuối cùng là Perisic chơi hành lang cánh phải. Hàng tiền vệ của gà trống là sự xuất hiện của ba cái tên tốt nhất, bao gồm Betacur, Højbjerg và Emerson Royal. Hàng công gà trống đồng thời cũng là nơi mạnh nhất của họ, gồm Kulusevski, Harry Kane và Son Heung-min gánh vác. Có thể thấy rằng chưa bao giờ sự tự tin của người hâm mộ Man City lại xuống thấp như lúc này. Tình hình nội bộ rối ren rất có thể khiến nhà đương kim vô địch của giải đấu gặp khó trước gà trống. Tuy nhiên thống kê đã chỉ ra rằng trong 4 trận đấu gần nhất, thầy trò Pep đã đánh bại Tottenham tới 3 lần. Cộng với việc vượt trội về ngôi sao trong đội hình, nên Man City vẫn là đội bóng được đánh giá cao hơn hẳn. Ngoài ra, quyết tâm mà Pep Guardiola đặt ra trận đấu này là rất cao. Bởi ông hiểu, nếu không giành được 3 điểm trước gà trống, khả năng vô địch của Man City sẽ bị giảm xuống rất nhiều. Vì thế trận đấu sắp tới sẽ còn là danh dự, là tương lai của The Citizen trong mùa giải năm nay.